Xuân Long và Thúy Vi xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang dành thời gian theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng mỗi ngày, cập nhật các thông tin và kiến thức hữu ích trên lĩnh vực nông nghiệp. Quý vị cũng có thể theo dõi lại các thông tin đã phát sóng và tương tác với chúng tôi trên fanpage Truyền hình Lâm Đồng. Những thông tin đáng chú ý sau đây sẽ được cập nhật cùng với quý vị và các bạn trong chương trình này. Hà cho thu hoạch khá ổn định. Nếu như trước đây thì những nhà nông trồng vú sữa Hoàng Kim phải trồng bằng giống thực sinh vì giống ghép chưa đạt chất lượng, 6-7 năm thì sẽ bị cỗi cây, nhưng hiện nay thì đã khác. Là một loại cây ăn trái mới đang được thị trường đón nhận, hiện nay, ngay tại Lâm Hà, vú sữa Hoàng Kim đã được nhân giống bằng cách ghép chồi thành công. Người nông dân đã có thêm sự lựa chọn cây giống chất lượng cao ngay tại địa phương. Được biết, thời gian cây vú sữa Hoàng Kim giống thực sinh đưa về ghép với mầm chồi đầu dòng của vườn ươm Hiệp Hoa là trên khoảng 50 ngày xuất bán, bao gồm hai loại vú sữa Hoàng Kim Đông Mật và Hoàng Kim Kim Đại Cát. Kết quả sinh trưởng sau một năm tại Lâm Hà, cả hai loại đều cho thu hoạch trái bói từ 5 đến 10 kg một cây một năm. Đến năm thứ tư trở đi, năng suất thu hoạch lên đến trên dưới 100 kg một cây. Giá thị trường thời điểm đầu năm 2024 trung bình là 30.000 đồng một ký, hai trái một ký. Từ nay đến cuối năm 2024, vườn ươm Hiệp Hoa tiếp tục ghép xuất vườn khoảng 2.000 cây giống, hai loại vú sữa Hoàng Kim theo đặt hàng của nông dân trong và ngoài huyện Lâm Hà. Nhờ chú trọng đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hiện nay giá trị sản xuất bình quân trên một đơn vị diện tích canh tác sầu riêng của huyện Đạo Oai đạt 177 triệu đồng. Địa phương đã phấn đấu đến cuối năm nay đạt 200 triệu đồng trên một hecta. Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đạo Oai, qua rà soát thì hiện nay toàn huyện có 466 hecta sầu riêng được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp còn hiệu lực. Ổn định diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đang là hướng đi chậm mà chắc của thủ phủ sầu riêng Đạo Oai để có thể chinh phục nhiều thị trường. Huyện Đạo Oai đã thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ các tổ chức cá nhân trồng sầu riêng xây dựng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, hiện toàn huyện còn 123 hộ trên 466,6 hectare sầu riêng được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp còn hiệu lực của 3 tổ chức hộ gia đình, bao gồm Hợp tác xã Nông nghiệp xã Đạm Ri 111 hộ, Hợp tác xã Liên kết sản xuất Phước Trung 11 hộ và hộ gia đình Nguyễn Văn Hải ở thôn 2 xã Hà Lâm với diện tích 20,4 hectare. Được biết, vùng sầu riêng tập trung của huyện Đạo Oai đang canh tác theo yêu cầu của đối tác nhằm đảm bảo chất lượng mã số vùng trồng, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sầu riêng tươi ra thị trường quốc tế. Bên cạnh xuất khẩu sầu riêng tươi, sầu riêng cấp đông tách muối cũng được thị trường Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc ưa chuộng. Và một doanh nghiệp tại Lâm Đồng thì đang triển khai cấp đông sầu riêng nguyên trái, mở ra thêm cơ hội cho sầu riêng tại địa phương. So với hoạt động xuất khẩu sầu riêng trái tươi hoặc là cấp đông muối thì chi phí đầu tư cho cấp đông nguyên trái sẽ cao hơn nhiều. Từ lựa chọn trái, xử lý chín hoàn toàn cho đến chi phí cấp đông, chi phí lưu trữ kho lạnh. Tuy nhiên, thị trường châu Âu, Úc và Mỹ thì lại ưa chuộng dòng sản phẩm này. Trái sầu riêng tươi, sầu riêng muối cấp đông được xuất sang Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc. Nhà máy đóng gói sầu riêng của công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Huệ Lâm Đồng tại xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc đang có trong kho lạnh khoảng 30 tấn trái sầu riêng đã được cấp đông. Đây là lô hàng sầu riêng trái cấp đông chuẩn bị xuất sang thị trường Hoa Kỳ. Sầu riêng Việt Nam nói chung chủ yếu xuất theo hai cách, một là xuất trái tươi, hai là tách muối cấp đông. Riêng thị trường Mỹ và châu Âu, người tiêu dùng chỉ sử dụng trái sầu riêng tươi và yêu cầu là cấp đông sâu. Công ty Đức Huệ đang tích cực triển khai cấp đông trái sầu riêng để xuất khẩu sang thị trường cao cấp này. Nếu thị trường Trung Quốc với ưu điểm gần, vận chuyển dễ, đã có nghị định thư chấp nhận sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch đang là thị trường lớn nhất cho sầu riêng tươi, thì Đài Loan, Hàn Quốc thường nhập khẩu sầu riêng muối cấp đông. Với riêng thị trường Mỹ và châu Âu, sầu riêng phải là sầu riêng nguyên trái, nhưng được cấp đông và bảo quản đúng quy định. Trái sầu riêng được thị trường Mỹ ưa chuộng là loại ri 6, trái nhỏ, tròn, đều, trọng lượng xấp xỉ từ 2 đến 2,5 kg một trái. Đặc biệt, các yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của thị trường Mỹ rất cao, đòi hỏi doanh nghiệp xuất khẩu phải đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe. Một số thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh trên cây trồng sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Trà Vinh cho biết là hiện nay tỉnh này có 34,5 hectare dừa bị sâu đầu đen gây hại và có chiều hướng lây lan nhanh, dễ bùng phát thành dịch. Đơn vị này cũng dự báo trong năm 2024, toàn tỉnh có khoảng 100 hectare dừa bị sâu đầu đen gây hại.
Cụ thể, tại tỉnh Trà Vinh, sâu đầu đen đang có chiều hướng lây lan nhanh, cách thức lây lan đa dạng, khó kiểm soát, các điểm lây nhiễm đang có chiều hướng lan rộng. Nếu không phòng trị kịp thời, sẽ bùng phát thành dịch gây thiệt hại lớn cho người trồng dừa. Qua kết quả điều tra sơ bộ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Trà Vinh, hiện toàn tỉnh có 34,5 hectare, tương đương 7.626 cây dừa bị sâu đầu đen gây hại, xuất hiện ở các huyện Càng Long, Tiểu Cần, Trà Cú, Châu Thành và thành phố Trà Vinh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trà Vinh cũng chỉ đạo phun thuốc dập dịch những vườn dừa bị nhiễm từ mức độ nhẹ đến nặng, dự kiến diện tích phun thuốc 100 hectare với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng, bao gồm chi phí mua thuốc bảo vệ thực vật, tiền công phun, tiền công cắt tỉa, tiêu hủy cây bị bệnh nặng và bảo hộ lao động. Vừa qua trên một số vườn cà chua tại Sơn La phát hiện loại sâu đục lá Nam Mỹ. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sơn La đã lên kế hoạch phòng chống sâu đục lá cà chua Nam Mỹ trên địa bàn. Trên địa bàn tỉnh Sơn La, diện tích gieo trồng cà chua vụ đông vào năm 2023 là 122 hectare gồm các giống như Nova, BF1, BN99, CTV40, hiện đang trong giai đoạn cuối vụ thu hoạch. Diện tích gieo trồng vụ cà chua xuân hè 2024 dự kiến sẽ là 100 hectare. Trên diện tích cà chua vụ thu đông năm 2023, tại thời điểm điều tra, hầu hết các diện tích gieo trồng đã thu hoạch xong, rải rác còn một số diện tích nhỏ lẻ tận thu cuối vụ. Trên các vườn đều có triệu chứng gây hại của sâu đục lá cà chua với tỷ lệ gây hại khoảng từ 15 đến 20% lá. Tuy nhiên các vườn đều đã dừng các biện pháp phòng trừ cuối tháng 12 năm 2023. Trước đó nông dân đã phòng trừ sâu đục lá có triệu chứng gây hại bằng một số loại thuốc bảo vệ thực vật như Radiant 60SC, Wiluxni 6.0, VKG, Ledan 95SB. Kết quả phun trừ có hiệu quả và đã kiểm soát được mật độ sâu đục lá gây hại. Đến ngày 20 tháng 2 năm 2024, diện tích gieo trồng đạt khoảng 20 hectare, trồng từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2. Một số vườn nông dân đã phun trừ sâu đục lá bằng thuốc bảo vệ thực vật như Ancamet 3.6EC, Bisat 30EC. Tuy không gặp khó khăn về sâu bệnh hại cây trồng như Sơn La hay là Trà Vinh, nhưng việc phát triển vùng nguyên liệu gai xanh phục vụ sản xuất sợi dệt ở Thanh Hóa lại đang gặp một thách thức không nhỏ. Năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh phục vụ cho nhà máy sản xuất sợi dệt tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy. Đề án này được thực hiện ở địa bàn 12 huyện với hơn 6.400 hectare. Tuy nhiên, đến nay, thì dù những vướng mắc trong hợp đồng liên kết với đơn vị tiêu thụ đã khiến cho nhiều hộ tham gia đề án trồng cây gai xanh ồ ạt chặt bỏ. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Tú, hiện nay trên địa bàn xã có 47 hộ tham gia trồng cây gai xanh với diện tích 91 hectare. Từ đầu năm đến nay, do khó khăn trong tiêu thụ và không có nhân công lao động, người dân đã phá bỏ gần 5 hectare diện tích trồng gai để chuyển sang trồng các loại cây trồng khác. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, đến tháng cuối của năm 2023, toàn tỉnh đã trồng được khoảng 1.000 hectare cây gai xanh, tập trung nhiều nhất ở huyện Cẩm Thủy với 413 hectare, huyện Thạch Thành với 108 hectare, Bá Thước hơn 91 hectare. Thế nhưng đến thời điểm này đã có trên 200 hectare gai xanh bị phá bỏ, chuyển đổi sang cây trồng khác, thậm chí có nhiều huyện diện tích cây gai xanh bị thu hẹp nhanh chóng. Cây gai xanh được tỉnh Thanh Hóa xác định là cây chủ lực nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, từ đó tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, với khó khăn hiện tại, theo lộ trình tới năm 2025, tổng diện tích đặt ra là trồng 6.400 hectare cây gai xanh chắc chắn không đạt được. Thưa quý vị và các bạn, tại Lâm Đồng, niên vụ sầu riêng 2023 với giá trị xuất khẩu trên 100 triệu đô la Mỹ đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều nông hộ và doanh nghiệp liên kết. Việc xây dựng mã số vùng trồng liên kết với các nông hộ trồng sầu riêng hiện đang tập trung nhiều doanh nghiệp có tiềm năng lớn. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều hợp tác xã cùng với nông dân liên kết của mình ổn định diện tích trồng lớn chất lượng cao để tham gia xuất khẩu chính ngạch sầu riêng. Ông Hồ Anh Tuấn, nông dân thôn 3 xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, hiện có 20 hectare sầu riêng trồng thuần giống Đô Na. Vườn sầu riêng 8 năm tuổi của ông đã mang lại nguồn thu rất tốt cho gia đình. Tuy nhiên, ông Tuấn vẫn trông đợi giá trị kinh tế từ sầu riêng sẽ tăng thêm. Vì vậy, ông đã tham gia xây dựng mã vùng trồng sầu riêng và được chấp nhận mã vùng trồng vào cuối năm 2023. Ông là thành viên liên kết xây dựng mã vùng trồng của Hợp tác xã Sầu Riêng Hữu Cơ Lâm Đồng, chứ không phải là một doanh nghiệp. Hiện trên 60 thành viên liên kết với hợp tác xã thuộc xã Lộc Bảo, Lộc Thành, Lộc Đức, huyện Bảo Lâm đã được chấp nhận mã số vùng trồng với vùng trồng 106 hectare sầu riêng đang cho thu hoạch.
Tham gia mã số vùng trồng từ tháng 5 năm 2023, cái liên kết liên doanh với hợp tác xã sầu riêng hữu cơ Lâm Đồng để tập trung vào những cái nhà vườn sản xuất cái sầu riêng cho nó đạt hiệu quả. Nếu như những cái vườn mà mình đã làm bài bản và làm theo cái quy trình Việt Gáp thì cũng không khó gì, cứ thế theo cái quy trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra và Trung tâm cây ăn trái đưa ra là và Việt Gáp của tiêu chuẩn Việt Nam đưa ra là mình cứ thực hiện theo đó là được, chứ cũng không khó gì cả. Hợp tác xã sầu riêng hữu cơ Lâm Đồng mới được thành lập năm 2022 với 9 thành viên. Mục tiêu ngay từ khi thành lập của hợp tác xã là liên kết cùng nông hộ, xây dựng mã số vùng trồng sầu riêng, hướng tới mục tiêu xuất khẩu trái sầu riêng Lâm Đồng. Hợp tác xã đóng chân trên địa bàn xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc. Tuy nhiên, vùng trồng của hợp tác xã chủ yếu nằm trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Lợi thế vùng Bảo Lâm là được nền khí hậu sẽ ôn hòa và nắng, cho nên bông làm ở khu vực như riêng trong mỗi vùng trồng của mình thì bông làm sớm hơn, như năm nay nông dân làm sớm hơn mọi năm hơn một tháng thì sẽ dự kiến thu hoạch sẽ rơi vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 thì sẽ là một lợi thế của cái mã vùng trồng bên mình. Để xây dựng mã số vùng trồng an toàn và chặt chẽ, hợp tác xã cùng các thành viên đã liên kết chặt chẽ với chính quyền địa phương, làm việc với từng nông hộ trồng sầu riêng, phân tích cặn kẽ, cụ thể với bà con về hiệu quả khi liên kết cùng hợp tác xã để xuất khẩu. Với diện tích này, sản lượng trái niên vụ 2024, hợp tác xã tính toán sẽ đạt khoảng 3.000 tấn trái tươi. Ý thức của người nông dân rất là tốt, họ theo và mình đưa những cái thuốc, mình đưa những cái bảng mà được cam kết thì mình đưa cho nông dân nhìn theo đó và sử dụng rất là tốt, hiệu quả cao. Hiện nay trên địa bàn huyện Lâm thì có khoảng 12 tổ chức doanh nghiệp đã liên kết với các bà con nông dân, hộ dân để thực hiện cấp số vùng trồng cho bà con nông dân. Huyện Bảo Lâm hiện có 3.200 hectare sầu riêng, trong đó có trên 1.000 hectare đã có mã vùng trồng. Việc tham gia xuất khẩu sầu riêng của các hợp tác xã trên địa bàn và các huyện, thành phố lân cận đã mở thêm cơ hội mới cho nông dân, thúc đẩy nông dân tham gia liên kết sản xuất và xuất khẩu sầu riêng. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, muốn đóng góp, chia sẻ thông tin liên quan đến các mô hình nông nghiệp hiệu quả, các kinh nghiệm canh tác hữu ích, hãy gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.